Ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình quay clip giới thiệu về quay cây cảnh ở quê nhà mình nha. Cây cảnh anh này chỉ giữa nha. Hai đứa dành gì ạ? Hai trái. Hai trái được rồi. Chặt dưỡng nha các bạn. À, sao con không dính cái cuốn lại nha? Hơi tối rồi thôi. Quay luôn xem. Lụm trái dừa sao rồi? Chặt trái dừa gớm chứ rụng luôn nha các bạn. Tiếp tiếp chị hai nè mấy đứa ơi. Chết, chết mẹ. Chết mẹ. Mất hành chiếc rồi hả? Lụm trái dừa kêu lên luôn. Có chưa, có chưa? Đi dớt chứ vừa bị lúng rớt luôn, mắt đi dớt luôn các bạn. Có chưa chị Mai? Wow, cuối cùng đã có rồi. Dớt chứ vừa kia lên luôn. Chào các bạn, chào các bạn con chị Mai. Chào các bạn. Rồi, lên chặt uống thôi. Đây là người mới nha các bạn, người sửa dừa đó quê. Đây là bé Gin chào các bạn nha. Bé Gin lụm mô dừa vô để chụm lửa nha các bạn. Mô dừa này chụm cháy lắm. Có cái dừa. Rồi chặt dừa uống đi các bạn ơi, mời cả nhà nha. Ây da. Nước dừa không rơi văng luôn. Tè. Các bạn ơi, mình đang chừa tay. Giống như chừa dán hả? Ta cái này nó hơi dừa. Ta đánh này nó hơi dung nước dễ dài. Quá lâu. Trời ơi luôn. Đến này dừa. Mình phải lấy cái khác này này. Nó trà đổ vô. Đổ vô, đổ vô. Nay mình đang chừa. Con trái dừa lớn bao nhiêu nước nha các bạn. Dừa này tuy nhỏ nhưng mà cái ruột cũng rất là to. Nước là một lít nước luôn các bạn. Nãy giờ mà nước còn chảy nè. Giống này giống dừa xinh lùng nha các bạn, xinh lùng nhưng mà nó hơi lai lai to trái. Mình đã chưa. Wow, cả lít nước nha các bạn. Đây cây dừa nó đây nha các bạn. Nó có trái rất sớm.
à, mấy năm rồi đó các bạn. Giờ nó được cây keo nè. Bạn ơi, cây dừa này chính xác là 5 năm rồi. Có trái lúc 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi, 3 năm. Giờ nó bắt hồng nữa. Trái thứ 2. Con để cái trái này xuống rồi để nó ngã. Có chuyện với cao. Trẻ rồi, trẻ gấu rồi. Gấu to lắm nha các bạn. Mình đang cái gì vậy? Con tránh ra cái đầu dao á, ghê quá. Mình đang chở cây các bạn ơi. Nó cứng quá. Mình đang con chở bè kia. Cố lên chị Mai ơi, chị Hai ơi. Dạ. Các bạn ơi, mình nè, mình đang đá. Cái nữa. Dạ rồi. Mình đá. Cố lên, chắc đổ cái nước cho chị đổ cái nước. Cố lên. Các bạn ơi, nhìn mình nè. Cho các bạn vừa rất là mỏng có nè, gấu to ghê ha. Thôi chưa không, cái gấu cực kỳ to. Mời các bạn nha, ai thích ăn cái dừa sang nhà mình ăn cái dừa nha, bốn dừa luôn các bạn ơi. Ai uống nước dừa không? Hai đứa đang làm gì đó? Anh thợ dừa sửa dừa nó chống nó thối nữa bạn. Ba có tơ nó bó cái cây nha. Đu nó dễ ở giờ mùa mưa. Mình gọc bỏ nó bớt đi. Cái đầu trái. Quay hướng này hơi tối ha. Hả? Các bạn mình leo cây nè. Chào các bạn. Nè con chào các bạn rồi nè. Nè bé co tin như chào các bạn nè nha các bạn. Đó, chào các bạn. Chào các bạn. Té luôn. Đây là trái thứ hai. Sao đổ nước vô vậy? Đó phủ. Nghiêng qua chút. Wow. Hai trái nó muốn đầy tràn cái cây luôn. Còn nữa nè. Nhiều nước rồi. Ngon ơi ngon. Này vừa ăn quá luôn. Trái dừa rất là vừa ăn ngon lắm các bạn. Mời các bạn. Quê vườn nhà mình nè.
Chủ yếu là trồng mai các bạn, mai với dừa. Đây, cây mai này, mai của ông bà. Trồng cho các bạn tham quan nha. Mấy cái lớn đó đây. Đây nó nghe các bạn. Đây từ 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 từ